Xin chào quý khách hàng thương mến của BNG. Ngay lúc này Xuân Hà đang có mặt tại cửa hàng BNG Next để chuẩn bị cho chương trình bốc thăm trúng thưởng bộ sưu tập True Love Vol 2 dành cho các khách hàng đã tham gia chương trình Lì Xì Tân Sửu Tình Yêu Vĩnh Cửu diễn ra từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2021. Và tham dự chương trình hôm nay chúng tôi rất vui có được sự hiện diện của chị Lâm Thanh Bình đến từ Sở Công Thương cũng như là các khách hàng đã đại diện ngày hôm nay để đến tham gia trực tiếp vào vòng quay may mắn để chọn ra những khách hàng may mắn nhất trong ngày hôm nay. Đây là bộ sưu tập mới được BNG tung ra trong dịp 14 tháng 2 năm nay sau sự thành công của bộ sưu tập True Love Vol 1 năm trước. Đây có thể nói là bộ sưu tập đạt kỷ lục cháy hàng nhanh nhất của BNG với thiết kế hiện đại độc đáo, mang đậm phong cách dấu ấn của các cặp đôi đã khiến cho True Love luôn hot nhất ngay từ thời điểm mới ra mắt. Và quà tặng đặc biệt cho 7 khách hàng may mắn đợt này sẽ là 7 bộ sưu tập gồm dây chuyền và nhẫn thuộc bộ sưu tập True Love Vol 2. Đây cũng chính là bộ trang sức BNG vàng 10K gắn đá xoàn Mỹ. Lấy cảm hứng từ trái tim là trung tâm của mọi cảm xúc, là biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu. Đây là món quà ý nghĩa mà BNG muốn dành tặng cho các khách hàng may mắn trong dịp Valentine vừa qua. Chỉ còn ít phút nữa thôi là chương trình tìm kiếm 7 chủ nhân của 7 bộ sưu tập True Love Vol 2 sẽ bắt đầu. Xuân Hà đã cảm thấy rất là háo hức rồi đây. Và cả nhà mình ơi, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc tìm chủ nhân của bộ sưu tập hot nhất mùa Valentine mà còn sẽ chia sẻ với tất cả mọi người thêm nhiều thông tin về những bộ sưu tập đình đám của BNG dành cho dịp mùng 8 tháng 3 sắp tới. Cho nên là cả nhà nhớ theo dõi hết livestream và cùng chia sẻ đến người thân, bạn bè và cả một nửa yêu thương của mình để cùng tìm ra được món quà ý nghĩa cho một nửa yêu thương trong ngày mùng 8 tháng 3 sắp tới nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình bốc thăm trúng thưởng. Quý vị ơi, Xuân Hà xin được phép nhắc đôi chút về thông tin chương trình bốc thăm trúng thưởng đợt này của BNG là tất cả các khách hàng đã mua sắm trang sức vàng, kim cương rời, đá rời của BNG từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 sẽ được nhận một cơ hội trúng thưởng bộ sưu tập trang sức True Love Vol 2. Tổng số giải thưởng là 7 bộ sưu tập. Ban tổ chức sẽ quay số theo hóa đơn mua hàng của khách hàng, thỏa điều kiện của chương trình. Mỗi hóa đơn sử dụng 10 ký tự tính từ ký tự thứ 9 từ trái sang. Và bây giờ Xuân Hà xin mời tất cả quý khách hàng của chúng ta cùng hướng đến màn hình để tìm ra được quý khách hàng nào may mắn nhận được bộ sưu tập True Love Vol 2. Sau đây em xin mời chị Từ Khánh Thiên Hương ạ. Chị sẽ thực hiện phần quay số trực tiếp để cho các khách hàng chúng ta có thể thấy được là ai sẽ là người may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị ạ. Xin mời ạ. Và sau đây chị Thiên Hương sẽ là người trực tiếp quay số để tìm ra được số hóa đơn may mắn của khách hàng nào nhận được bộ sưu tập True Love Vol 2 đầu tiên. Xin mời chị ạ. Và chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi thử xem là ai sẽ là vị khách hàng đầu tiên may mắn nhận được bộ sưu tập True Love. Và chúng tôi xin chúc mừng khách hàng có tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với số hóa đơn 900-234-8517. Chị đã mua hàng tại cửa hàng PNG AM Mall Tân Phú và ngày xuất hóa đơn là ngày 7 tháng 2 năm 2021 với giải thưởng là một bộ trang sức True Love Vol 2. Xin chúc mừng chị Như Quỳnh. Và em xin mời chị Thiên Hương có thể thực hiện tiếp vòng quay may mắn này lần thứ 2 để chúng ta xác định khách hàng thứ 2 may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị. Vâng, chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi thử xem là khách hàng nào sẽ may mắn nhận được bộ sưu tập tiếp theo True Love Vol 2. Xin chúc mừng chị Võ Thị Phát với số hóa đơn 900-236-883. Chị đã mua hàng tại trung tâm Kim Hoàng Phan Đình Phùng, Quảng Ngãi. Và số ngày xuất hóa đơn đó là ngày 9 tháng 2 năm 2021. Giải thưởng của chị là một bộ trang sức True Love Vol 2. Xin chúc mừng chị Võ Thị Phát. Dạ, và sau đây thì em xin mời chị anh Phạm Hoàng Vũ sẽ là khách hàng tiếp theo để thực hiện vòng quay may mắn và cùng xác định. Và vòng quay đã bắt đầu ạ, chúng ta cùng hồi hộp chờ xem ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của bộ trang sức True Love Vol 2 nhé. Và xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hiển Ni với số hóa đơn 900-235-3051. Chị đã mua hàng tại trung tâm Kim Hoàng Trần Hưng Đạo. Và ngày xuất hóa đơn là ngày 7 tháng 2 năm 2021, giải thưởng là một bộ sưu tập trang sức True Love Vol 2. Xin chúc mừng chị Hiển Ni. Xin mời chị Giang có thể giúp em quay thêm một vòng nữa để xác định khách hàng may mắn tiếp theo ạ. À.
Và chúng ta đã bắt đầu vòng quay rồi ạ. Sau đây ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây ạ? Xin chúc mừng anh chị Nguyễn Khánh Ngọc với số hóa đơn 9002385289. Khách hàng này đã mua hàng tại trung tâm Kim Hoàng Trần Nhân Tông. Và ngày xuất hóa đơn là ngày Valentine luôn, ngày 14 tháng 2 năm 2021. Xin chúc mừng anh chị Khánh Ngọc với bộ trang sức True Love Bond 2. Và tiếp theo đây thì Xuân Hà xin mời chị Trần Thị Thanh Thúy sẽ là đại diện khách hàng tiếp theo để xác định vòng quay may mắn của chúng ta sẽ thuộc về khách hàng nào. Và chúng ta cùng chờ đợi xem ai sẽ là người khách hàng may mắn tiếp theo đạt được bộ trang sức True Love Bond 2 ạ. Chị Thúy vẫn đang tiếp tục vòng quay và xin mời. Vâng, xin chúc mừng khách hàng Nguyễn Thúy Hằng với số hóa đơn 9002364598. Quý khách hàng này đã thực hiện giao dịch tại trung tâm Kim Hoàng Trần Hưng Đạo, Cà Mau. Và ngày xuất hóa đơn là ngày 9 tháng 2 năm 2021 với giải thưởng một bộ sưu tập True Love Bond 2. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thúy Hằng. Và xin mời chị thực hiện vòng quay tiếp theo ạ. Xin mời chị Thúy ạ. Vâng, chúng ta hồi hộp chờ đợi thử xem là chị Thanh Thúy. Vâng, xin chúc mừng khách hàng Nguyễn Thị Kim Thoa với số hóa đơn 9002336869. Và chị Thoa đã thực hiện giao dịch tại A&M Bình Dương. Ngày xuất hóa đơn là ngày 5 tháng 2 năm 2021 và giải thưởng là một bộ sưu tập True Love Bond 2. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Dạ, chắc em xin phép mời chị Thúy sẽ thực hiện vòng quay cuối cùng luôn ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là chị Thanh Thúy với vòng quay của mình thì sẽ xác định ai là khách hàng may mắn trong việc nhận được bộ sưu tập True Love Bond 2 ạ. Vòng quay đã bắt đầu. Chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi thử xem ạ. Ai sẽ là vị khách hàng thứ 7? Dạ, xin chúc mừng chị Võ Nữ Lâm Uyên với số hóa đơn 9002331962. Tôi xin đọc lại, số hóa đơn 9002331962. Khách hàng này đã thực hiện giao dịch tại trung tâm Kim Hoàng Tân Bình và ngày xuất hóa đơn là ngày 5 tháng 2 năm 2021 với giải thưởng một bộ sưu tập trang sức True Love Bond 2. Và chị Võ Nữ Lâm Uyên cũng là khách hàng thứ 7, khách hàng cuối cùng nhận được giải thưởng của chương trình bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay. Mình xin nhắc lại, chị Võ Nữ Lâm Uyên là khách hàng may mắn cuối cùng đã nhận được giải thưởng may mắn trong chương trình quay số trúng thưởng lì xì Tân Sửu tình yêu vĩnh cửu ngày hôm nay. Xin chúc mừng chị Võ Nữ Lâm Uyên. Chương trình quay số bốc thăm trúng thưởng chương trình lì xì Tân Sửu tình yêu vĩnh cửu xin phép được khép lại. Và hôm nay thì chúng tôi rất vui mừng đã xác định được 7 khách hàng may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả các khách hàng đã tham gia chương trình này từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị ơi, sự vun vén, chăm lo và những gánh vác phi thường của những người phụ nữ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Hơn tất cả, chúng ta hãy dành tặng họ những điều tuyệt vời nhất. Đôi khi chỉ cần chúng ta tinh ý một chút thôi, cùng một món quà trân quý, thay cho ngàn lời yêu thương cũng đủ mang đến nụ cười hạnh phúc của họ rồi. Nếu trên đời có một phép so sánh nào đó dành riêng cho phụ nữ, thì kim cương chính là sự so sánh hoàn hảo quý vị ạ. Người phụ nữ trân quý của chúng ta luôn kiên cường vượt qua mọi khó khăn và tỏa sáng nội lực một cách phi thường. Và trang sức kim cương là lựa chọn số 1 trong dịp 8 tháng 3 này để dành tặng người phụ nữ của chúng ta. Đặc biệt, BNG sẽ gửi đến ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 là tặng ngay combo quà tặng lên đến 7 triệu đồng khi khách hàng mua trang sức vàng hoặc trang sức kim cương. Đối với khách hàng mua kim cương rồi, sẽ nhận ngay ưu đãi vỏ trang sức đến 50% để sở hữu quà tặng 8 tháng 3 trọn vẹn và đẳng cấp cho người yêu thương. Ngoài ra, PNG cũng mang đến ưu đãi đặc biệt đến 30% khi mua trang sức vàng để có thêm nhiều sự lựa chọn quà tặng 8 tháng 3 cho các quý ông, các bạn nam dành cho người phụ nữ thương yêu của mình. Hay là cho chính các bạn nữ để tự tưởng thưởng, thương yêu bản thân trong ngày thế giới tôn vinh phái đẹp. Nếu người phụ nữ của bạn lại yêu thích nét đẹp hiện đại, sự mới mẻ và luôn giữ phong cách thời trang rất riêng, thì trang sức EZZ hay trang sức Ý sẽ là món quà chuẩn không cần chỉnh dành cho các quý cô thời thượng. Luôn sáng tạo cùng xu hướng thời trang mới nhất, các thiết kế trang sức EZZ và trang sức Ý của PNG sẽ như làn gió mới trong việc thổ lộ yêu thương để bạn dành tặng cho người phụ nữ của mình. Riêng trang sức đá màu và ngọc trai PNG
bạn có thể dành riêng tặng mẹ, tặng vợ hay tặng người chị của mình. Chính sự tinh tế, nhẹ nhàng mà vẫn kiêu sa của ngọc trai hay đá màu quý hiếm sẽ là cách tuyệt vời nhất để bạn nói lời cảm ơn đầy yêu thương đến những người phụ nữ bên bạn. Đồng hành cùng bạn, BNG cũng mang đến nhiều ưu đãi cho đa dạng các dòng sản phẩm kim cương, vàng, bạc và cả đồng hồ để chúng ta có nhiều hơn sự lựa chọn về một món quà ý nghĩa, tinh tế cho một nửa yêu thương, thể hiện tình yêu hay là lời cảm ơn vì những nỗ lực phi thường của họ trong năm qua. Cùng đến hệ thống BNG ngay từ ngày mai 26 tháng 2 để chọn mua cho mình những món quà cho người trân quý bạn nhé. Đến đây thì chương trình livestream quay số trúng thưởng bộ sưu tập True Love Vol 2 của BNG hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý khách hàng thương yêu của BNG đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Sẽ có thật nhiều phần quà may mắn nữa đó quý vị. Xin chúc cả nhà một ngày thật vui nhé. Quý khách hàng thương yêu của BNG ơi, bây giờ Xuân Hà đang có mặt ngay tại cửa hàng BNG Next để chuẩn bị cho chương trình công bố mini game đoán giá trúng vàng được tổ chức từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2 năm 2021. Không biết quý vị cảm thấy như thế nào nhưng mà Xuân Hà rất là háo hức rồi đây. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Quý vị ơi, trong livestream lần này Xuân Hà không chỉ cùng cả nhà tìm ra người chơi thắng cuộc của mini game mà còn chia sẻ đến quý khách hàng thật nhiều bộ sưu tập đình đám của BNG cho dịp 8 tháng 3 sắp tới. Quý vị nhớ theo dõi đến hết livestream để xem mình có là người may mắn đầu năm của gia đình BNG không nha. Thêm nữa, quý vị nhớ share ngay livestream này để bạn bè của mình cũng có cơ hội biết thêm thông tin cũng như các chương trình ưu đãi hấp dẫn của BNG nha. Còn bây giờ hãy cùng Xuân Hà bắt đầu chương trình công bố kết quả. Quý vị ơi, trong livestream lần này, Xuân Hà không chỉ cùng cả nhà tìm ra được người chơi thắng cuộc của mini game mà còn chia sẻ đến cả nhà thật nhiều thông tin về bộ sưu tập đình đám mà BNG sắp ra mắt trong dịp 8 tháng 3 sắp tới. Quý vị nhớ theo dõi đến hết livestream để xem mình có phải là người may mắn đầu năm của gia đình BNG không nha. Thêm nữa, quý vị hãy share livestream này để bạn bè cũng có cơ hội biết thêm thông tin cũng như các chương trình ưu đãi hấp dẫn của BNG nhé. Còn bây giờ, hãy cùng Xuân Hà bắt đầu chương trình công bố kết quả ngay đây. Quý vị thân mến, Xuân Hà xin được phép nhắc lại đôi chút thông tin về mini game đoán giá trúng vàng. Các khách hàng sau khi xem video clip bộ sưu tập nụ tầm xuân và đoán giá sản phẩm bất kỳ mà bạn thích, sản phẩm mà bạn chọn sẽ được so sánh với giá bán hàng chính thức vào ngày 21 tháng 2 năm 2021. Và sau đây, Xuân Hà xin được phép thông báo đến quý khách hàng kết quả chính xác như sau. Giá các sản phẩm trong video clip được tính theo trọng lượng và giá nguyên liệu thực tế vào ngày 21 tháng 2 năm 2021. Nhẫn đá ruby 18.358.000 đồng, lắc đá ruby 32.740.000 đồng, dây cổ đá ruby giá 67.083.000 đồng, bông tai đá ruby giá 21.979.000 đồng, mề đay đá thobac 6.622.000 đồng, bông tai đá thobac 5.869.000 đồng, nhẫn đá thobac 10.128.000 đồng, và cuối cùng bông tai moon giá 6.269.000 đồng, mề đay moon 4.221.000 đồng, nhẫn moon 7.597.000 đồng, và cuối cùng bông tai đá moon hồng giá 6.269.000 đồng, mề đay đá moon hồng 4.221.000 đồng, và nhẫn đá moon hồng 7.597.000 đồng. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm được giá bán chính xác của bộ sưu tập sản phẩm theo video clip tính theo giá nguyên liệu ngày 21 tháng 2 năm 2021. Danh sách những người chơi may mắn trúng giải mini game này sẽ được thông báo trên Facebook Fanpage của BNG vào ngày 28 tháng 2 năm 2021, và bộ phận chăm sóc khách hàng của BNG sẽ liên hệ đến từng quý vị may mắn trong thời gian sớm nhất. Xin quý vị hãy đón xem kết quả trên Fanpage nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.